Nhân tình Cbiz đang kháo nhau tin đồn cực hot được một blogger tung ra. Theo thông tin ẩn danh, một cặp đôi đình đám nữ của Cbiz lại toàn, dù chưa rõ thật giả ra sao, song netizen đã bàn tán sôi nổi và réo tên nhân vật khả nghi. Từ nguồn tin phía blogger cho hay, sao nữ cực hot có tên viết tắt là MM đã chia tay với bạn trai WDX. Sau khi kết thúc mối tình này, nhà trai ngay lập tức tìm kiếm, gặp gỡ các cô gái mới. Đáng chú ý, blogger này tỏ thái độ gay gắt. Mọi người hỏi ảnh của họ à, tôi có phải là paparazzi đâu, cô ấy còn chưa từng tuyên bố chuyện tình cảm. Ngoài chuyện kết hôn thì đâu có thừa nhận chuyện gì. Mọi người đừng nghĩ cả đời người chỉ yêu đương có một lần thôi chứ. Nhờ vào những dữ kiện trên, netizen cho rằng blogger đang ám chỉ Dương Mịch và Ngụy Đại Huân. Cái tên viết tắt MM được cho là chữ cái đầu của Mimi, Mịch Mịch, tên các fan hay gọi Dương Mịch, còn WDX là Quê Đa Xuân, Ngụy Đại Huân. Chi tiết từng kết hôn càng khớp với Dương Mịch hơn khi nữ diễn viên từng một lần đào với Lưu Khải Uy. Ngoài ra, có fan phỏng đoán, thời gian gần đây, hình ảnh của Dương Mịch có chiều hướng đi xuống, phải chăng nguyên nhân là vì chuyện tình với Ngụy Đại Huân? Trước đó, một nguồn tin Dương Mịch và Ngụy Đại Huân từng chia tay một lần, nguyên nhân là bởi mỹ nhân tam sinh tam thế cho rằng mình bị bạn trai lợi dụng. Tuy nhiên sau đó, cặp đôi lại bị phát hiện về chung nhà với nhau, chứng minh mối quan hệ không hề rạn nứt. Hiện tại trên đây vẫn chỉ là tin đồn phỏng đoán, hai nhân vật chính chưa hề lên tiếng về scandal lần này. Theo nhận xét về phần đông netizen, Ngụy Đại Huân dường như là một người khá lụy tình. Trong một sự kiện diễn ra vào cuối năm ngoái, vị thiếu gia sinh năm 1989 này bỗng dưng thay đổi kiểu tóc và nhuộm tóc màu xanh dương. Nhiều người tỏ ra khó hiểu vì tạo hình này khiến nhan sắc của anh bị dìm đi khá nhiều. Tuy nhiên, fan cứng của Dương Mịch lại tiết lộ rằng xanh lam chính là màu mà Dương Mịch yêu thích nhất. Chính vì vậy, Ngụy Đại Huân đã chọn màu này để nhuộm tóc. Năm 2019, trên mạng xuất hiện tin đồn về việc Dương Mịch đang hẹn hò với Ngụy Đại Huân cùng những bằng chứng rất thuyết phục được đưa ra. Tuy nhiên, cặp đôi lại chưa từng lên tiếng phản hồi. Nhưng dù có lên tiếng hay không thì cư dân mạng thời điểm đó đã gần như chắc chắn việc Dương Mịch, Ngụy Đại Huân đang ở bên nhau. Không chỉ vậy, họ còn gửi lời chúc phúc đến hai người. Chỉ có điều cách đây không lâu, một người tự xưng là đạo diễn Châu Quốc Cương đã đăng tải một đoạn video nói về mối quan hệ giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân khiến netizen vô cùng bất ngờ. Theo như lời Châu Quốc Cương nói, thì những hình ảnh thân mật giữa Dương Mịch với Ngụy Đại Huân trong show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất mà họ cùng tham gia đều là nội dung đã được sắp xếp trước. Liệu Ngụy Đại Huân có thích Dương Mịch không? Đừng ngốc nữa, tất cả nội dung trong show truyền hình đều được đoàn đội hai bên xem xét kỹ lưỡng. Nếu như xuất hiện điều gì khác ngoài hợp đồng, thì đoàn đội quản lý có thể yêu cầu cắt bất cứ lúc nào. Nghĩa là những tương tác thân mật giữa hai người trong show, đoàn đội Dương Mịch đều biết rất rõ ràng. Không chỉ vậy, vị đạo diễn này còn cho biết thêm, cái này vốn là Ngụy Đại Huân chi tiền ra để cùng Dương Mịch tạo tin đồn, giống như vụ việc của Thái Y Lâm và Châu Kiệt Luân ngày trước vậy. Dù Châu Quốc Cương không nói rõ về việc Ngụy Đại Huân có thực sự thích Dương Mịch hay không, nhưng chi tiết bỏ tiền tạo tin đồn dường như đã nói rõ về việc nam diễn viên sinh năm 1989 này chẳng hề có tình cảm với mỹ nhân cùng tỏa tâm ngọc. Có vẻ chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn mà mọi người vẫn luôn tin tưởng ấy là thật, chỉ là một màn ghép cặp với mục đích thu hút sự chú ý mà thôi. Nhưng có điều, cư dân mạng không tin vào những gì mà Châu Quốc Cương nói, bởi anh chẳng đưa ra được bằng chứng rõ ràng về việc này.